Chào các bác, đã là nay về muộn lắm, cắt luôn cái đào có tối anh ạ. Bác nào cắm hoa đào về đến em cho nhé. Đây có vài cái hoa cây mà nở mãi không hết, hoa ra mà cắt được rồi. Phương cắt thì nó ra mầm mầm sau mà để là những cái chỗ cắt mình không ra mầm ấy, cắt sớm đỡ hại cây. Hay bây giờ tiết mục chính là đi làm cái ổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.